Quách Lâm Kiều Gia Tác giả Công Phu Bao Tử Chương 49 Kiều Gia thừa nhận Lý Nghiêm là một người thông minh. Những người ở cạnh Bào Phong đều là nhân vật có số má, mà gã lại đứng đầu trong số ấy. Nhưng thường người thông minh lại hay mắc một sai lầm, tự cho mình là người thông minh nhất. Sự phòng bị của gã rất mạnh, và lòng tin của gã với người khác lại tồi tệ vô cùng. Chính vì thế nếu giả vờ ngu ngốc trước mặt gã thì thật vô dụng. Hắn phải trở nên mạnh mẽ. Sau khi nghe A Tùng truyền đạt lời của Kiều Gia, Lý Nghiêm im lặng hồi lâu, sau đó chỉ gật đầu mà không nói gì. Cả biết con người Kiều Gia không hề đơn giản. Lần trước đi theo bào phong để tìm chó mực, gã có ấn tượng rất sâu đối với Kiều Gia, dù sao cũng không có kẻ nào dám chọc thủng lốp xe của Bào Phong cả. Đặc biệt là khi nhìn Kiều Gia lại chẳng có tác phong và dáng vẻ giống bọn chó mực. Lý Nghiêm không hiểu vì sao Bào Phong lại nhất quyết chọn Kiều Gia, nhưng mưu đồ phía hẳn không hề đơn giản. Sao? Thoạt nhìn thì kết cục của chó mực không có gì ly kỳ cả, nhưng Lý Nghiêm dám cá rằng việc chó mực bị đánh dập đầu này có liên quan đến Kiều gia. Theo những gì gã quan sát được thì Kiều gia không có giả tâm, không có tham vọng, không có sự hiếu chiến, sau khi chó mực chết hắn cũng chẳng có ý định dẫm lên bậc thang này mà đi lên, thậm chí còn cố gắng để bản thân mình ra rìa mọi chuyện. Phân tích từ những điểm này, đến bảo Kiều gia là một đặc vụ ngầm cũng không thấy giống. Từ trước đến giờ đối với chuyện của Bào Phong, Kiều Gia chưa bao giờ nhiệt tình. Nhiều chuyện người khác mong đến tay còn không được nhưng cái tên này cùng lắm chỉ làm qua quyết cho xong việc. Chỉ riêng hoa diễu mới khiến hắn có chút phản ứng bất thường. Nhưng hoa diễu lại là một nhân vật chẳng quan trọng. Lý Nghiêm chỉ biết bào phong cho mời người này đến, sau đó gã nhận lệnh nổ súng mặc dù không rõ nguyên nhân bào phong bảo làm vậy là gì, nhưng từ kết quả có thể thấy ngay từ đầu bào phong đã không có kế hoạch sắp xếp cho hoa diễu làm gì, giá trị xuất hiện của gã tương đương với cái chết, mà người duy nhất bị kinh động bởi hoa diễu chỉ có mình kiều gia. Chính vì thế Lý Nghiêm vô cùng tò mò về kiều gia. Gã rất muốn hiểu đằng sau tất cả hành vi của người này rốt cuộc là có nguyên nhân gì mà nguyên nhân ấy sẽ quyết định hành động tiếp theo đối với kiều gia, giết hay giữ. Không một kẻ nào có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của Bào Phong cả. Bất luận là ai. Kiều gia đứng ra hẹn Lý Nghiêm nói chuyện, trong phút chốc tin tức này được bắn đi rộng rãi khắp nơi, vì thế vào ngày bọn họ ngồi ăn bữa cơm cùng nhau, rất nhiều nhân vật đến để xem kịch hay thời điểm này vị thế của bào phong rất ổn định người có thể trở thành đàn em thân cận của hắn ta chính là kẻ có được cái uy của việc dưới một người trên vạn người mà sau chuyện của chó mực kiều gia cũng coi như nổi tiếng nếu hắn muốn tạo ra sự khác biệt với lý nghiêm thì cũng là điều dễ hiểu ăn một bữa cơm thôi mà anh nghiêm cũng phô trương quá nhỉ làm em hồi hộp đến mức trống ngực đập thình thịch đây này Kiều gia cắn miếu thuốc, viết nhìn một vòng những người đang đứng dưới cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ chắc chẳng bao lâu nữa chuyện này sẽ đến tai cảnh sát ấy chứ. Địa điểm do tôi chọn, nhưng tiền cậu thanh toán, hoành tráng vậy cũng là để cho cậu nở mày nở mặt mà. Lý nghiêm từ tốn uống trà, trong phòng bao này chỉ có hai người họ, bọn A Tùng đều phải đứng ở ngoài kiều gia là nhân vật chính nhưng lại không hề dẫn theo ai đến cùng trong số đám đàn em đang đứng hóng chuyện ngoài kia thật sự chẳng có mấy tên là người của hắn kiều gia nghe thấy thế cười khẩy một cái từ trước đến giờ ví của hắn đâu có mấy đồng chứ bữa này lý nghiêm định vét sạch tiền của hắn chăng hắn kéo rèm cửa xoay người trở về bàn kéo ghế ngồi xuống anh nghiêm Thật ra những người thông minh như chúng ta không cần phải nói mập mờ. Anh thấy em không vừa mắt có thể đến gặp em dạy dỗ. Nhưng các cử A Tùng lén lén lúc lúc đi theo em như vậy là có ý gì thế? Hắn vào đề rất nhanh khiến Lý Nghiêm có chút ngạc nhiên. Ai nói với cậu rằng A Tùng là người của tôi? Không phải của anh, thế là người của anh bào rồi. Kiều gia chắc cú, A Tùng là do em dắt vào, ngoài anh bào và anh nghiêm ra thì em thật sự không nghĩ ra nổi cậu ta cứ lẻo đẻo đi theo em như vậy để làm gì có điều nói đi cũng phải nói lại nếu như anh nghiêm thật sự không ra lệnh thì em cũng không còn gì để nói nữa chỉ cần anh giải thích một câu thì sau này em sẽ gọi cậu ta là anh Tùng luôn còn làm tài xế cho cậu ta nữa Lý nghiêm nghe xong sắc mặt trầm xuống sau đó nở nụ cười kiều da cậu đừng có diễn cái trò từng diễn với chó mực ra đây với tôi, đừng hòng dán đòn phủ đầu xong rồi đẩy tội lên đầu tôi, cậu nghĩ tôi ngu ngốc đến thế à. Kiều gia không hề do dự lấy một giây, gật đầu như gà mổ thóc, nếu anh nghiêm đã nhìn thấu rồi thì em cũng không cần phải vất vả nữa. Thật ra hôm nay mời anh Nghiêm ăn cơm chính là muốn nói sau này sẽ còn nhiều dịp gặp gỡ nhau ở chỗ anh bào có điều gì cần trao đổi thì sẽ mở lời dễ dàng hơn. Anh Nghiêm không yên tâm về em không cần phải tốn công tốn sức mà điều tra, cứ trực tiếp hỏi, kiều gia em đây biết gì nói nấy. Nói xong hắn còn giang hai tay ra, bày tỏ tư thế sẵn sàng dốc hết sức lực. Lý Nghiêm nhìn hắn một cách cẩn trọng. Đối với những người như gã điều cơ bản nhất chính là không cần chuyện gì cũng phải làm rõ ràng đến cùng. Nếu quả thật muốn động thủ thì cứ dơ dao vác súng đấu một trận, không thì ngay cả khi bị ép buộc cũng không bao giờ hành động vì thù riêng, và chắc chắn sẽ không thừa nhận mọi chuyện một cách rõ ràng. Nhưng thái độ của Kiều Gia hoàn toàn ngược lại. Có điều nếu như Kiều Gia muốn chơi, gã sẽ xem xem rốt cuộc hắn muốn chơi thế nào, người trong giang hồ nói, anh em chó mực ngã ngựa là vì có người đâm sau lưng. Hắn ta chỉ nói như thế, không hỏi chuyện đó là thật hay giả, cũng không nói tại sao tự dưng lại nhắc đến. Kiều gia cao mày, anh nghiêm, ngay từ đầu em bất đắc dĩ mới phải lăn lộn cùng đám chó mực, lúc đó em trai em có ân oán với hát nhị, chó mực muốn xử em, nếu em không dính vào mối quan hệ đó thì hôm nay có lẽ chỉ còn là cái xác khô ở ngoài đường rồi đúng là ai cũng biết em và hắc nhị không hợp nhau nhưng tính cảnh giác của chó mực mạnh như thế gã làm sao có thể thật sự trọng dụng em chứ người ngoài nhìn vào thì thấy em theo gã có vẻ oai phong lắm thật ra em chỉ là con tốt thí thôi đi theo chó mực bao lâu là bấy lâu em sống trong nơm nớp lo sợ Đến việc bảo vệ bản thân mình còn là vấn đề khó khăn, đâu còn tâm tư đi phản gã. Kiều Gia cầm chén rượu trên bàn, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, mẹ nó chứ. Lúc đó cũng không hiểu ai đã làm lộ tin tức mà cuộc giao dịch đổ bể, Trần Toàn còn bị mất trắng một lô hàng. Sau đó Hắc nhị đắc một ông chủ đến, chó mực nghi ngờ, cuối cùng đẩy em ra làm bia đỡ đạn nói em là đặc vụ ngầm. Anh Nghiêm, kiều gia em trên chốn giang hồ chẳng dám nói là nhân vật này nọ, nhưng ít nhất cũng phải điều tra kỹ càng một chút chứ, với những lời vu khống xấu xa ấy. Em không thể ra ngoài kia và hét vào từng người rằng mình là kẻ bị vu oan giá họa được. Một tràng dài vừa đấm vừa xoa, mắng xong kiều gia còn đập vỡ một cái chén, mảnh chén vỡ văng đến gần chân Lý Nghiêm gã liếc nhìn kiều gia đang kích động trước mặt cho dù cậu không là đặc vụ ngầm thì cũng có thể là người chỉ điểm câu nói này thật sự đi thẳng vào vấn đề nhiều người cho rằng kiều gia phản bội chó mực vì muốn trèo cao chỉ có lý nghiêm không nghĩ như vậy nếu kiều gia thật sự muốn đứng ở vị trí cao hơn thì bao năm nay hắn đã hành động rồi trong giới này xét về độ thông minh hay gan gốc tuy hắn không phải nhất nhì nhưng chắc chắn không khó để có được thành tích đang vô danh tiểu tốt lâu vậy bỗng một ngày nổi tiếng chắc chắn đằng sau phải có gì đó khuất tất kiều gia không ngạc nhiên khi lý nghiêm nói vậy nhưng hắn lập tức trợn tròn hai mắt người chỉ điểm anh nghiêm anh cảm thấy người như em có thể đi làm người chỉ điểm được à em tận mắt nhìn thấy phía tây đinh kiều hàng đồng xác chết trôi dạt kia kìa lúc đầu khi chó mực chết nếu anh bào không gọi em đến tứ hợp viện thì chưa bao giờ em nghĩ đến hôm nay anh nghiêm làm người phải có lương tâm một chút một câu này của anh là muốn ép em chết rồi đấy vừa nói hắn vừa phẫn nộ rút điện thoại ra mẹ kiếp giờ em phải gọi cho anh bào cho dù anh ấy có giết em thì sau này em cũng không dám lại gần anh ấy nữa, ngày mai em sẽ biến mất luôn. Kiều gia gọi điện thật. Ngón tay bấm bàn phím không chút chần chừ, vừa nói xong thì điện thoại hắn đã kết nối được với bên kia. Tiếng chuông kêu một hồi, hai hồi, ba hồi. Lý Nghiêm bước tới ấn tắt điện thoại của Kiều gia, muốn đi theo anh bào hay không? không phải do cậu quyết định nếu hắn thật sự là người chỉ điểm thì chắc chắn sẽ không thể sống sót còn nếu không phải thì lúc nào chết cũng tùy vào bào phong nhìn phản ứng và sắc mặt của lý nghiêm trái tim đang treo lơ lửng của kiều gia cuối cùng cũng được buông xuống hắn biết vậy coi như đã qua cửa có thể lý nghiêm không vì điều này mà thực sự tin hắn nhưng hắn đã làm đến mức độ này Chí ít về sau xung quanh cũng không có nhiều kẻ lén lút theo dõi nữa. Từ trước đến giờ Kiều Gia là người không chú ý bồi dưỡng tiểu đệ, một là sợ phiền phức, hai là không muốn dính dáng tình cảm vào những mối quan hệ đó. Nhưng chuyện A Tùng đã nhắc nhở hắn rằng, có thể hắn không cần người của riêng mình, nhưng không được phép để tất cả những người xung quanh là đệ của người khác. Lý Nghiêm vẫn tiếp tục đã là người thì ai cũng muốn hướng đến chỗ cao, đây chính là bản năng. Cậu bị dẫm ở dưới thì lúc nào cũng sẽ trở thành vật hy sinh, anh bào không cho cậu cơ hội vì thái độ hiện tại của cậu khiến anh ấy rất không hài lòng. Kiều Gia trầm ngâm dây lát, rồi lặng lẽ rót cho mình một chén rượu. Kể từ ngày đầu tiên theo người ta lăn lộn ngoài xã hội em đã tự nhủ rằng, em có thể chết chứ không thể ngồi tù anh nghiêm thật ra em không phải là người có thể chịu tội được kiều gia ngẩng đầu lên nhìn lý nghiêm nói một cách chân thật trong nhà em còn một cậu em trai cần phải chăm sóc cuộc giao dịch của anh bào hơi lớn rất nhiều chuyện em không dám động đến anh cả là người có uy nhưng chẳng ai nói trước được ngày nào sẽ vấp ngã va chạm nhỏ còn đỡ nếu như trượt ngã chết thì kiều giảng phải làm sao cậu cho rằng mình có thể phủi sạch sẽ em biết cái mạng nhỏ của em thuộc về anh bào bản năng con người là hướng lên cao nhưng cầu sinh tồn và tự bảo vệ cũng là bản năng kiều gia nhớ mình đã từng nói câu này chỉ là tâm lý mỗi lần đều khác nhau khi nói trước mặt người đó anh ta không ép lên hắn loại áp lực nghẹn cổ như này cũng không phải là nhân vật tàn nhẫn lấy mạng nhỏ của hắn ra chơi đùa bất cứ lúc nào. Lý nghiêm nghe Kiều gia nói xong liền cười thảy một cái rồi đứng lên, vốn định nói gì nhưng do dự một hồi cuối cùng vẫn không lên tiếng, cả nhún vai, không chào hỏi mà đi thẳng ra ngoài. Còn Kiều gia chỉ nhìn chén rượu trước mặt mình, rồi chậm chậm uống cạn. Cuộc trò chuyện này tuy ngắn nhưng động tĩnh lại không nhỏ, trong ngoài đều đồn thổi, thậm chí chỉ có mấy ngày mà Quách Lâm cũng nhận được tin tức. Anh nghe thấy khi đang ở trong nhà ăn, thẩm quân bảo bọn anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý, tiếp sau có thể sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Có chuyện riêng cần mau chóng hoàn thành, anh ta không chấp thuận một kỳ nghỉ phép ngắn hạn nào cả vô tình cái tên kiều gia cũng trở thành khách mời thường xuyên trong các cuộc thảo luận của bọn họ mấy tháng trước hắn vẫn là cái tên vô danh tiểu tốt thật ra kiều gia đi tới bước này cũng một phần là do anh ép trong đầu lại hiện lên hình ảnh chiếc bật lửa quách lâm bỏ dở bữa ăn tìm một nơi yên tĩnh gọi điện cho lưu vũ rõ ràng biết như vậy không hợp lý nhưng anh không còn lựa chọn nào khác sao cậu lại quan tâm đến vụ án này có nguyên nhân tạm thời không tiện nói chuyện công hay chuyện tư chuyện tư quách lâm giọng của lưu vũ có chút nghiêm trọng cậu đang giấu tôi chuyện gì phải không ai chẳng có chuyện giấu người khác cậu yên tâm tự tôi có tính toán đến thời điểm thích hợp sẽ nói cho cậu dù sao anh cũng không bao giờ hãm hại Lưu Vũ. Biết tính Quách Lâm trước nay đều có chuẩn mực, tuy trong lòng không yên tâm nhưng Lưu Vũ vẫn nói thật, người chết tên là Trần Tứ, một tên xã hội đen, bình thường bán đĩa CD ở phía Tây, ở Hà Bắc còn có một cơ sở làm chứng chỉ giả. Vé xe trên người gã là vé đi Hà Bắc, chúng tôi đã kiểm tra băng ghi hình, trước lúc gã chết, những người ra vào tòa nhà đều không có dấu hiệu khả nghi. Trước mắt tôi không thể nói cho cậu biết tên của nghi phạm được. Nếu còn nói tiếp, chắc chắn Lưu Vũ sẽ vi phạm kỷ luật. Quách Lâm cũng biết chủ đề này nên dừng tại đây, nhưng do dự mấy giây, anh vẫn cố gắng hỏi tiếp, thế kẻ tình nghi đó họ kiều à. Quách Lâm Lưu Vũ cảm thấy người anh em này của mình không phải có gì sai sai mà là rất sai. Đúng không? Quách Lâm vẫn hỏi không thôi. Không phải. Đến đây thì Lưu Vũ cảm giác Quách Lâm như thở vào một tiếng. Lưu Vũ lãng tránh, có phải cậu có manh mối gì mà không nói cho tôi biết đúng không? Không có. Quách Lâm, cậu đừng làm gì để sau này tôi phải đích thân mời cậu đến hỗ trợ điều tra đấy nhé cậu niệm tình bỏ qua tôi đi nhân lúc lưu vũ còn chưa kịp phản ứng quách lâm đã cúp điện thoại trước thực sự anh không muốn thừa nhận mối quan tâm của mình với kiều gia đã phát triển đến mức như này rồi thở dài một cái đứng trên hành lang nhìn dòng người tấp nập ngoài kia Lần đầu anh không xác định được bản thân mình đang làm gì. Hết chương 49